Đây là mẫu máy cắt cỏ Husqvarna 543 xịn mà chắc hẳn các bạn tìm mỏi mắt trên thị trường không có. Đéo tin. Mẫu máy này chỉ có bán tại thị trường nước ngoài và không được phân phối tại thị trường Việt Nam. Nói nôm na là cái model 543 này là được bên mình nhập khẩu tư nhân. Mẫu máy cắt cỏ Husqvarna 543 này sử dụng động cơ X-Torq. X-Torq là công nghệ hàng đầu châu Âu được sử dụng trên những dòng máy động cơ hai kỳ như là cưa hay là cắt cỏ. Và 543 này sử dụng động cơ X-Torq và tất nhiên rồi, giá của nó rất là cao. Chính vì vậy, hãng họ không dám phân phối tại thị trường Việt Nam. Động cơ X-Torq thì nó sẽ có nhiều ưu điểm hơn, tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu khí thải tác động ra ngoài môi trường. Tuy nhiên, ở thị trường châu Âu thì cái điều kiện đảm bảo khí thải ra ngoài môi trường là điều kiện cực kỳ tiên quyết. Nhưng đối với Việt Nam mình thì cái điều kiện đấy không quá quan trọng. Chính vì vậy, Việt Nam họ chỉ nhập mẫu 541. Mẫu 543 này, bộ hơi của nó sẽ khác so với mẫu 541. Nó vẫn chỉ sử dụng piston 40mm. Chế hòa khí của nó thiết kế theo dạng chế cưa nó sẽ khác một chút so với chế đang sử dụng trên 541.